khi mà mua về á thì người ta bây giờ mua cá lóc thì cũng chu đáo lắm. Mấy ảnh là cho vô giấy bạc nè, cho hành là một thân mía rồi nướng, nướng để lên lật qua lật lại. À dạ. Đó, anh khỏe nha. Phát tài nha. Dạ. Hello. Dạ. Ơi, phát tài nha. Phát tài nha anh. Nhân đây thì cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Hello, Sinh Y Đoàn xin chào anh chị và các bạn. Hiện tại Sinh Y Đoàn đang đứng ở con đường Tân Kỳ, Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Theo màn hình của anh chị thì chúng ta sẽ đi theo con đường Tân Kỳ Tân Quý ra đường Cộng Hòa, và chúng ta theo đường Cộng Hòa để về Lăng Cha Cả, và cái hướng ngược lại thì chúng ta đi ra con đường Bình Long, Bình Hưng Hòa và ra xa lộ Đại Hàng, thì đến hẹn lại lên anh chị. Cái câu dân gian của ông bà là mùng 9 dưới trời, mùng 10 dưới đất. Thì con đường Tân Kỳ Tân Quý này rất là hay, nguyên một dãy, một đoạn ngắn thôi, người ta nướng cá lóc rất là nhiều, và mọi người dân theo tín ngưỡng người ta mua cá lóc rồi rau lan về cúng ông Hậu Đức. Và Sinh Y cũng muốn ghi nhận lại cái hình ảnh này gửi anh chị và các bạn để anh chị cập nhật con đường người ta nướng cá lóc như thế nào. Rất là nhiều dãy hai bên dọc đường ta nướng nấm nào cũng vậy, cả 100.000 con cá lóc. Rồi mời anh chị và các bạn đi cùng với Sinh Y nha. Hôm nay thì mọi việc trở lại bình thường sau cái Tết Canh Tý 2020, mọi người đã đi làm, nhưng cũng cập nhật cho anh chị là Sở Giáo dục và Đào tạo cho nghỉ học thêm một tuần nữa anh chị do dịch cúm. Rồi, cái hướng này thì chúng ta cứ đi thẳng con đường Tân Kỳ Tân Quý này để cập nhật hình ảnh cho anh chị và các bạn. Đây, một số anh đây mua cá lóc nè, cá lóc 5-6 con, chắc cái này đi giao hàng. Bây giờ chúng ta hãy đi máy bên đây, máy bên kia để cập nhật cho anh chị. Đôi khi nó là một cái nét văn hóa tín ngưỡng, có kiêng có lành anh chị. Có thể nhiều người ta cúng hơi quá, nhưng mà bản chất của sự việc thì nó mang cầu xin sự bình an đến cho mọi nhà thôi. Rồi chúng ta cùng nhau đi nha. Đây, cạnh nướng cá lóc, nguyên một rừng cá lóc cả. Nguyên dĩ luôn. Dạ, trời ơi, sẵn bên lớn mình nhỏ này lớn. Lớn nhiêu, nhỏ nhiêu con 107 em? 106, 107. Lớn 107, nhỏ 106. Nguyên một nhà. Ở đây là chung cá lóc nướng 44 Tân Kỳ Tân Quý. Cái cảnh bác đang rồi. Đây, một vị nướng cá lóc nè, có hành. Người ta cho hành đậu phộng rồi luôn anh chị, nguyên một dĩ cá lóc nướng nè, đó vậy luôn. Khi mà mua về á thì người ta cho hành phi nè, rồi đậu phộng gói vô cái giấy bạc. Khói mù trời anh chị.
khi mà nướng thì ảnh lấy con dao đó, ảnh cạo những cái đen đi để cho cá lóc nó đẹp hơn. Lớn cỡ nào? 170 chưa ạ? 160, 170. Đây là con 170 nè anh chị. Đó. Đây không? Rồi, thôi, còn nhiều lắm, còn nhiều quầy lắm. Con 170. Rồi, thôi chúng ta đi. Giác than. Mấy nay bận rộn nha. Đó, anh đập than. Cứ nướng từ đây đến chiều luôn. Đường phố. Thì con đường Tân Kỳ Tân Quý này nó thuộc quận Tân Phú. Có thể là không biết là ngày xưa con đường này nó có tên này hay không, nhưng mà cách năm 91 thì con đường này nó cũng vắng vẻ lắm anh chị. Xung quanh là vườn, đồng ruộng, vùng ngoại ô của Sài Gòn. Đó, bán đồ cúng. Coi như là mua cá lóc rồi xong là bán đồ cúng luôn. Đem về bán đồ cúng. Xung quanh thì mấy anh chào hàng. Có đủ. Anh chị thấy trong hình ảnh không biết như thế nào, nhưng mà anh chị thấy mờ mờ xương, đó là khói nướng cá lóc. Bình thường thì con đường này chỉ buôn bán những cái tạp hóa, bán thức ăn, nhưng mà hôm nay thì những cái lề đường như thế này nhường lại cho những cái dĩ nướng cá lóc. Rồi, cái tiệm kia nó cũng to kìa. Chiều thì con đường này rất là kẹt xe anh chị. Mọi người hôm nay là ngày đầu tuần đi làm lại hết rồi. Hôm nay là mùng 10. Và nó có một cái tập tục, cứ mùng 10 là người ta đi mua vàng, vía ông thần tài anh chị, cầu sự may mắn. Đây, bây giờ mua cá lóc thì cũng chu đáo lắm, mấy ảnh là cho vô giấy bạc nè, cho hành phi rồi đậu phộng, đó gói lại cho mình như thế. Rồi đó, cái đó 160. Và đặc biệt có rau bún. Đó, có đầy đủ đồ chấm luôn. Nguyên một vị cá lóc. Nãy giờ cái giọng hơi ngọt ngọt thì anh chị cũng thông cảm nha, tại Sunny cũng đeo khẩu trang đó. Hôm nay thì đi tới chỗ nào cũng phải đeo khẩu trang anh chị. Khói bốc lên cao, khói bốc lên cao. Gorilla và bọn trẻ hãy cẩn thận đi. Đằng xa xa khói bốc lên cao. Cá lóc nướng cúc bụi. Cá lóc nướng cúc bụi. Đường phố thì theo như Sunny nhìn nhận thì mọi người cũng lên làm hết rồi, ở dưới quê nghỉ ngơi xung họp gia đình, đón cái Tết Nguyên Đán 2020, rồi mọi người cũng lên đi làm hết rồi, chỉ có học sinh được nghỉ một tuần thôi. Và một tuần này thì
tất cả các trường học theo như Sunny được biết á, họ tổng vệ sinh, họ xịt khử trùng, rồi sau đó học sinh nhập học trở lại vào ngày 9 tháng 2 anh chị. Người giao hàng rất là nhộn nhịp đó, đi bên kia nữa, bên kia một quầy, một lát mình sẽ đi máy bên kia cập nhật cho anh chị. Dạ. 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 Làm YouTube có biết gì tâm gì đó quên mẹ nó sao. Tâm gì ta? Hả? Tâm gì con không nhớ, chắc không rành. Nhưng mà được. Dạ rồi à. Vui vẻ. Dạ. Vui vẻ á. Dạ. Căng tin. Dạ. Đây bữa nay là mùng 10 là mùng con cá lóc. Dạ. Rồi đi làm đi nha. Dạ. Người ta ghi con cá lóc vào cái thân mía anh chị. À, mọi người bọc hết đây là cái này là cái vụ cái này là cái gì vậy con? Dạ camera à. Camera cho nó thăng bằng đồng đúc. Đây mình cập nhật cái hình ảnh này gửi anh chị và các bạn đó. Đây ảnh ghim cá lóc vào thân mía nè đó. Đó, cứ mỗi con là một thân mía rồi nướng để lên, lật qua lật lại. Có người canh rồi lấy con dao cạo cái vảy cho nó sạch cái đen anh chị, cái than đó. Quá trời. Rồi, chúng ta lại đi tiếp một đoạn ngắn thôi anh chị. Mình tới một cái ngã ba Tây Thạnh. Đối với những năm đầu năm 99 2000 thì Sunny lên khu vực này đi vòng vòng thì Sunny tới những cái quán cà phê nó có cái tên như Sài Gòn Xa đó, thì xung quanh là đồng ruộng không anh chị, đập ra cho nó con cá nó đẹp hơn. Thôi bỏ đi. Cập nhật một số hình ảnh đường phố và hôm nay là cũng là đặc biệt những cái tiệm vàng đều bán vàng, người ta đi mua vàng để cầu sự một năm may mắn. Nếu mà nói vàng thì mình phải nói đến Chợ Thiết nha anh chị. Ở đây muốn kẹt xe rồi. Con đường này rất là nhỏ. Bây giờ thì anh chị thấy nó cũng hơi muốn kẹt xe rồi đó. Buổi chiều thì anh chị nếu có đi đường này thì né con đường này ra. Kẹt xe ghê lắm. Bắn heo quay, vịt quay. Cá lóc nguyên vị cá lóc. Cái hướng này thì chúng ta sẽ ra khu công nghiệp Tân Bình, và đối với nói khu công nghiệp Tân Bình nhưng mà nó chỉ nằm trên quận Tân Phú anh chị. Như anh chị cũng biết, Tân Phú ngày xưa là một cái phần đất của quận Tân Bình. Đấy, chúng ta sẽ cái hướng này thì chúng ta ra khu công nghiệp Tân Bình. Nếu đi thẳng thì chúng ta về Hóc Môn Bà Điểm. Nó sẽ giao cắt bởi một số con đường, nhưng cụ thể nhất là xa lộ Đại Hàng. Cái hướng này cũng ra xa lộ Đại Hàng luôn. Và con đường mà Sunny mới quay là Lê Trọng Tấn, trước mặt là Tân Kỳ, Tân Quý. Rồi chúng ta đi thêm một đoạn xuống dưới kia anh chị ha. Đi tới đây thì nó có vạch qua đường nè.
đường xá bây giờ Tân Phú cũng rộng rãi lắm chị, địa chỉ nó cũng rất là dễ tìm. Nếu mà nói về địa chỉ thì ở Gò Vấp mới sợ. Mặt tiền đường Quang Trung thì cũng còn sẹt, có sẹt. Còn ở đây thì rất là dễ kiếm. Ví dụ như 125 thì sẽ có 127, nó cứ cách hai số bên chẵn và bên lẻ, rất là dễ kiếm. Đây cái hướng về Bình Xuân Hòa đó anh chị. Và tới đây thì xin đi chắc lại kia chút xíu, có một quầy cá lóc để cho anh chị xem khu vực bán cá lóc như thế nào. Một lát thì Sunny sẽ mời anh chị lên xe gắn máy để đi một vòng cái xóm ở khu vực chợ Thiết anh chị ha. Chợ Thiết thì Sunny cũng quay nhiều, nhưng mà Sunny cũng muốn thực hiện cái clip chợ Thiết con người ta mua bón vàng. Tối nay thì Sunny cũng tặng cho em xã một tí vàng cho may mắn đó mà. Tới đây thì hình như nó cứ dài dài anh chị. Cái chỗ kia cũng cá lóc luôn kìa. Thôi đi tới đó một đoạn nữa thôi. Xin đi như thế này để cập nhật cho anh chị thấy cái không khí ngày mùng 10 ở Sài Gòn nó như thế nào. Và muốn đem cái clip này đến gần tới anh chị nhiều hơn. Sài Gòn kế bên. Đây, đứng đây là mát mẻ. Cá lóc. Có bịch rào luôn. Nhiêu con đó anh? 170 hả? 70 hả? Dạ. Dạ Sydney đòn. Sydney đòn chưa coi. Dạ dạ. Đó, anh khỏe nha. Phát tài nha. Dạ. Có rào luôn. Dạ Sydney á, ánh mặt trời á. Sunlight đòn. Sydney ni. Dạ dạ. Rồi, đây là cái cảnh người ta ra đem ra cái kệ đó nè. Rồi một số chành về thủy hải sản đó, giao hàng để là người ta thức khuya người ta nướng luôn. Đây là con đường để đi ra con đường Tân Sơn Nhì, Gò Dầu. Rồi, thôi mình đi tiếp nha anh chị ha. Đi vòng lại. Ôi, mua mệt cái phố cá lóc nướng. Hello. Cho tôi được lên hình miếng anh. À. Ôi, phát tài nha. Ta đi tiếp. Phát tài nha anh. Bà chị đó. Rồi thôi chúng ta cùng đem đi nha. À. Tới đoạn này thì Sunny cũng muốn nói
nói lời tạm kết thúc cái clip này ở đây. Hy vọng rằng đây là một số hình ảnh cập nhật ngày mùng 10, ngày vía Đức, với cái nét văn hóa. Đôi khi thì mình thấy sao thờ cúng gì tùm lum tùm la, nhưng mà anh chị thấy khi người ta làm một cái gì đó có kiêng có lành, anh chị ha, bản chất sự việc là người ta cầu sự bình an. Nên mình cũng rất là trân trọng cái văn hóa tín ngưỡng này. Rồi, mình thêm một đoạn nữa có ngay chỗ tiệm vàng nha anh chị. Nói vàng thì ra chợ thiết thì quay là đẹp hơn. Video này nhằm cập nhật ngày mùng 10, ngày vía Đức nha anh chị ha. Đúng là đọc chuẩn là vía, nhưng mà sinh đi người Nam nên là vía. Cạnh người, người mua. Bán vàng, người ta mua vàng ship hàng luôn kìa. Đó. Vàng 4 số 9 là 4.370.000. Đây. Đây, cá lóc mà chị mới đem lên nướng đây. Rồi, bye bye anh chị. Nãy giờ liên tiếp cứ đi, cứ bye bye liên tục, bye bye mấy khúc rồi. Sunny tạm ngưng nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Đòn. Nhưng đây thì cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye anh chị nha. Hẹn gặp lại.